Rồi, xin chào em Trần Minh Tuyền. Dạ, chào thầy. Hôm nay em là một trong những người nhận giải, một trong năm người nhận giải của cái đợt trước Tết, thì em có cảm xúc như thế nào? Đầu tiên thì em rất là vui, với lại so với cái cảm xúc của những ngày đầu tiên học ấy, thì em cũng còn chút để giống như là không nghĩ là mình sẽ đạt được kết quả này trong cái thời gian học ngắn gì. Em mục tiêu của em là mấy điểm, học bao lâu? Mục tiêu của em là 6.0, học 55 buổi, nhưng mà em học hơn 3 buổi là đi thi. Dạ. Rồi, ok. Vậy thì cái điểm viết của em được mấy điểm? Điểm viết của em là được 6 chấm. 6 chấm. Điểm nói được mấy điểm? Điểm nói được 6.5. 6.5. Chà, cao như vậy đó hả? Chà. Rồi, vậy thì học có 3 mấy ngày mà đi thi viết được 6 chấm. Thì em có cái ấn tượng gì với cái kỹ năng viết ở lớp mình hay không? Thật ra thì những cái tuần đầu tiên thì bản thân em không có cảm nhận được cái sự tiến bộ rõ rệt của mình. Nhưng mà bắt đầu qua cái tuần thứ tư rồi em mới nhìn lại những ngày đầu tiên mình vô không biết được cái gì hết, mà tới cái tuần đó thì trong một giờ học trên lớp là em đã biết được một bài rồi. Rồi, rất là giỏi. Thì giờ em dùng cái điểm đó để làm gì? Dạ thầy, là em tính nó phục vụ cho cái công việc sau này khi em ra trường đúng thế. À, ok. Rồi em có nhận xét chung gì về lớp học, khóa học của mình cho các bạn muốn tham gia giống em không? Các bạn phải lưu ý cái điều gì để đạt được cái thành công giống như mình? Em thấy là những cái lời khuyên nhỏ nhỏ của thầy ấy, nó rất là giúp ích, lúc mà đặc biệt là lúc mà em lên luyện nói với thầy, những cái cách phát âm hay là những cái câu mà em nói chưa được hay thì sửa lại cái nhỏ nhỏ đó, thì lúc mà vô phòng thi nó bị giúp ích. Với lại những cái lỗi sai ngữ pháp mà thường không có tự nhìn thấy được ở trong cái bài viết ấy, thầy cũng sửa là chi tiết. Thì những cái đó thì lúc mà vô phòng thi thì em không có bị vướng phải những cái lỗi nữa. Rồi, ok, cảm ơn em đã chia sẻ những cái gọi là bí quyết trong lúc học của mình. Thì hy vọng những bạn coi clip sẽ rút kinh nghiệm từ cái lời chia sẻ này của em để họ cũng đạt được cái kết quả tương tự giống như em nhé. Rồi, cảm ơn em.